Không ổn. Đây là miếng ghẹ nha cả nhà. Wow, thêm mấy miếng ớt nữa. Ghẹ đâu không thấy. Không biết. Ghẹ đang ngon. Ăn đây ăn dặm. Ba đây. Cái món gì á? Ủa có thể giống mày vậy à? Hủ tiếu cây à? Ủa trận ăn chung ăn chung mày nói chuyện nó có gì mày mày là giống mày cô và mày với là miếng thì giòn giòn, nó dễ dai giòn giòn chứ không có dai lắm.